hai nhà thám hiểm thành thị đang đứng trước một ngôi trường trông khá rùng rợn. Một người giải thích cho người kia rằng nó đã bị bỏ hoang trong nhiều năm, mặc dù không ai trong thị trấn biết chính xác tại sao. Cả hai kéo một tấm ván chắn ra khỏi cửa sổ và trèo vào. Bên trong trông khá giống như những gì họ mong đợi. Nhờ đèn pin, họ thấy rằng trong nhiều năm người ta đã chiếm dụng bất hợp pháp ở nơi này. Thanh thiếu niên tiệc tùng và động vật hoang dã đã để lại rất nhiều rác và mảnh vụn vương vãi khắp nơi. Có một ngã rẽ ở phần trung tâm tòa nhà. Họ chọn một trong hai ngã rẽ để khám phá và bắt đầu đi bộ xuống hành lang. Khi họ đi qua những bức tường được vẽ graffiti, họ dừng lại để xem xét một trong những lớp học. Có vẻ như nó đang ở trong tình trạng tồi tệ như phần còn lại của tòa nhà. Nhưng đáng kinh ngạc là vẫn có chữ viết trên bảng, như thể giáo viên dừng lại giữa tiết học và bước ra ngoài. Thậm chí có một quả táo đã héo vẫn còn trên bàn học. Khi họ ra khỏi lớp học trở lại hành lang, một người trong số họ dừng lại. Hình vẽ trên tường hình như có khác với lúc nãy. Không thể, chắc họ nhầm thôi. Họ tiếp tục đi bộ và đến một cầu thang. Đã đến lúc khám phá các tầng trên. Họ đi lên cầu thang, lên tầng 2 và nhìn xung quanh. Mọi thứ trông giống như ở tầng 1. Họ quay trở lại cầu thang và bắt đầu đi lên một lần nữa. Có cảm giác như họ đã leo cầu thang trong một thời gian dài. Chắc bây giờ họ sắp tới mái nhà rồi. Cuối cùng thì họ cũng đi đến một cánh cửa. Nó phải dẫn đến một phần cao hơn của tòa nhà mà họ không thể nhìn thấy khi ở mặt đất từ bên ngoài. Họ mở cửa và nhìn thấy tầng 2 một lần nữa. Làm sao có thể như vậy được? Hai người nhìn nhau. Họ đã khám phá rất nhiều nơi bị bỏ hoang kỳ lạ, nhưng chưa nơi nào khiến họ cảm thấy lạnh sống lưng như thế này. Họ quay trở lại cầu thang và chỉ sau một vài bước họ đã trở lại tầng 1. Có điều gì đó thực sự không ổn với nơi này. Có lẽ tốt nhất là họ nên rời đi. Họ bắt đầu quay trở lại lối vào, nhưng một người lắm lấy người kia và chỉ vào một lớp học. Đây không phải là căn phòng họ đã vào trước đây sao? Đúng là như vậy, cùng một quả táo trên bàn học, nhưng bài học vật lý phức tạp bị xóa sạch. Bây giờ trên bảng chỉ có một cụm từ đơn giản được viết: bọn trẻ đã từng hát. Cả hai hét lên và chạy ra khỏi lớp. Nhưng lối vào là lối nào? Hành lang dường như trải dài theo cả hai hướng rồi rẽ theo góc 90 độ. Điều này không đúng. Lối vào chắc chắn đã được nhìn thấy từ lớp học này trước đây. Họ chọn một hướng và bắt đầu chạy. Các hành lang dường như dài vô tận, những lối rẽ như thể tăng gấp đôi lúc trước. Nhưng họ vẫn không thể tìm thấy lối vào. Họ cố gắng đi ngược lên qua một cầu thang, nhưng cũng giống vậy. Dường như có quá nhiều hoặc không đủ bậc thang giữa các tầng. Hai người tiếp tục chạy, kiểm tra các phòng để tìm lối thoát. Bằng cách nào đó, họ tiếp tục tìm thấy cùng một căn phòng với quả táo héo trên bàn học. Bây giờ, họ hoảng sợ khi mỗi lần họ nhìn thấy chỗ vẽ bậy trên tường thay đổi hoặc một cánh cửa lớp học mới xuất hiện trong hành lang. Họ tiếp tục chạy hết góc này đến góc khác cho đến khi nó ở đó, lối vào. Nhưng sau đó, một trong hai người nhận ra rằng anh ta chỉ có một mình. Anh ta chắc chắn chạy nhanh hơn người bạn của mình. Anh ấy nhìn lối vào, nó rất gần. Anh ấy bắt đầu bước tới đó, nhưng không, anh ấy không thể bỏ bạn mình. Anh ấy sẽ tìm thấy người bạn của anh ấy. Anh ta quay lại, và ngay trước mặt anh ta lại là lớp học cũ, lớp học với quả táo. Ngay lúc này, bạn của anh ấy đang ở trong đó, ngồi trên bàn ngay giữa phòng và đang ngủ. Thu hết can đảm cuối cùng, anh ta chạy vào phòng, cố gắng đánh thức bạn của mình. Nhưng bạn anh ta không thể thoát ra khỏi giấc ngủ sâu. Anh ta kéo anh bạn ra khỏi bàn học. Nếu bạn anh ta không thể bước đi, anh ta sẽ kéo bạn mình ra ngoài. Anh kéo cậu bạn ra khỏi lớp học và đi xuống hành lang về phía cửa ra vào. Họ gần như sắp được tự do. Anh ấy chỉ còn cách cánh cửa một bước chân. Anh ấy vươn tay còn lại ra và nắm lấy tay cầm đã khóa. Anh ta bắt đầu dựa vào cửa, sợ hãi rằng họ sẽ bị mắc kẹt ở nơi này mãi mãi. Nhưng đột ngột, cánh cửa bật mở. Hai người đàn ông trông nghiêm nghị trong bộ vest đang đứng trước mặt anh ta. Anh không được phép ở đây, một trong những người đàn ông nói. Và người kia nhấc bổng người bạn kia qua vai và hộ tống cả hai ra khỏi trường. Điều mà những nhà thám hiểm thành thị này không biết, đó là họ vừa vô tình bước vào một nơi bất thường bí ẩn mà tổ chức SCP đã chỉ định là SCP-026, một địa điểm kỳ lạ được đặt cho biệt danh là cấm túc sau giờ học. SCP-026 là một tòa nhà 3 tầng, từng là trường học công lập trước khi nó bị đóng cửa và ngưng sử dụng sau khi cả nhân viên và học sinh báo cáo về các đặc tính bất thường khác trong tòa nhà. Họ mô tả các hành lang dường như thay đổi về độ dài, các lớp học biến mất và xuất hiện trở lại, và các cầu thang với số lượng bậc khác nhau dẫn lên và dẫn xuống. Sự khác biệt giữa bản thiết kế của tòa nhà và nội thất được báo cáo là đã đủ kỳ lạ.
nhưng ngôi trường cũ thực sự lọt vào tầm ngắm của tổ chức sau khi nhiều người mất tích trong khu vực có liên quan đến địa điểm này. Ban đầu, sau khi khử các robot được trang bị thiết bị video để khám phá trường học, người ta tin rằng sự bất thường về không gian thực sự là do hiệu ứng tinh thần bất thường mà khu vực này gây ra đối với nhận thức của mọi người, và bố cục vật lý của trường học không thực sự thay đổi. Tuy nhiên, thăm dò bổ sung đã chứng minh rằng không phải như vậy. Trên thực tế, không gian vật lý của trường dường như thay đổi, và ngay cả các robot thăm dò cũng bị ảnh hưởng bởi cấu trúc thay đổi này. Bên trong ngôi trường được bao phủ bởi một lượng đáng kể các bức vẽ trên tường, và hầu hết là những kiểu mà bạn sẽ thấy trong bất kỳ khu vực bị bỏ hoang nào. Ví dụ như biểu tượng băng đảng, tên và nghệ thuật đường phố, nhưng chúng dường như mờ dần đi và sẽ thay đổi vị trí. Chữ viết trên bảng trong lớp học cũng giống như vậy, và cũng giống như hình vẽ bậy. Phần lớn những gì được viết trên bảng phấn là những gì bạn sẽ được thấy ở các trường học. Hầu hết các bài viết liên quan đến các môn học cơ bản như toán, văn học và sinh học. Tuy nhiên, một số môn học đã xuất hiện ở trình độ cao và không phù hợp với môi trường không phải là trường học. Chẳng hạn như ghi chú về liên đới lượng tử được tìm thấy trên một chiếc bảng. Điều kỳ lạ nhất là cụm từ "bọn trẻ đã từng hát" được tìm thấy nhiều lần ở nhiều nơi khác nhau xung quanh tòa nhà, mặc dù các nhà nghiên cứu vẫn chưa có câu trả lời về ý nghĩa của nó hay tầm quan trọng của nó. Nhưng bản chất bất thường của chữ viết bên trong SCP-026 không dừng lại ở đó. Nội dung của sách, giấy ghi chú và các mẫu giấy khác được mang vào trong trường được quan sát là lại biến mất, để lại những trang trống và chữ viết xuất hiện trở lại dưới dạng graffiti hoặc trên bảng phấn. Không biết tại sao hoặc làm thế nào điều này lại xảy ra, nhưng những người làm việc bên trong SCP-026 được khuyến cáo nên cẩn thận với những tài liệu mà họ mang vào bên trong. Nhiều người bất tình cũng đã được tìm thấy trong tòa nhà. Một số người được tìm thấy trong trường được xác định là cựu sinh viên hoặc giảng viên của trường, bao gồm giáo viên và nhân viên vệ sinh. Tất cả đều được báo cáo là mất tích trong những năm sau khi trường đóng cửa. Mặc dù một số người trong số họ đã biến mất tận 10 năm sau khi trường đóng cửa, nhưng khi được tìm thấy bên trong SCP-026, họ có vẻ trẻ hơn nhiều so với tuổi của họ, với phần lớn là ở độ tuổi trung học và ăn mặc theo phong cách trang phục của trường trong thời gian trước khi trường bị đóng cửa. Hiện tại, vẫn chưa biết làm cách nào mà họ lại ở bên trong SCP-026 hoặc tại sao lại xuất hiện như một phiên bản trẻ hơn của chính mình. Các nỗ lực đánh thức những người bị bất tỉnh khi vẫn ở trong trường luôn thất bại. Tuy nhiên, khi được đưa ra khỏi SCP-026, họ sẽ ngay lập tức tỉnh dậy. Tất cả đều có dấu hiệu bối rối trong khoảnh khắc ý thức ngắn ngủi của họ quay trở lại, trước khi nhanh chóng chết vì tình trạng mất nước nghiêm trọng. Cơ thể của họ sau đó sẽ bị phân hủy nhanh chóng. Không có thông tin hữu ích nào về bản chất của SCP-026 được thu thập từ những đối tượng này trong khoảng thời gian ngắn sau khi họ được đưa ra khỏi trường mà vẫn còn ý thức và sống sót. Cũng có một số trường hợp nhân viên cấp D đã tham gia nghiên cứu SCP-026 biến mất khỏi sự kiểm soát của tổ chức, chỉ được tìm thấy trong trường vào một ngày sau đó. Tất cả được tìm thấy đang ngủ và cũng gặp phải tình trạng giống như những người xuất hiện bí ẩn trong trường. Không thể đánh thức những người đã vào SCP-026 và ngủ quên, mặc dù họ không phải chịu chung số phận khủng khiếp khi bị đưa ra khỏi địa điểm và thức dậy. Đó là trường hợp của một đặc vụ của tổ chức. Trong đợt kiểm tra an ninh định kỳ của địa điểm, đồng nghiệp của anh ta phát hiện anh đang ngủ ở lối vào của trường. Họ không thể đánh thức đặc vụ này dậy, và anh ta đã được di chuyển ra ngoài tòa nhà. Ngay sau khi anh ta ở bên ngoài SCP-026, đặc vụ tỉnh lại và có vẻ như đang trong trạng thái cực kỳ kích động. Trong các cuộc phỏng vấn sau đó, anh ấy kể lại rằng anh ấy đã mơ thấy mình đang ở trong một lớp học lạ, và giấc mơ này tương tự như của tất cả những người đã chìm vào giấc ngủ trong trường, cũng như các nhân viên cấp D sau đó được tìm thấy bên trong. Tất cả đều mô tả rằng trong giấc mơ, họ đang ngồi bên trong một lớp học gần giống với lớp học được tìm thấy trong SCP-026. Mặc dù trong giấc mơ, nó vẫn ở trong tình trạng tốt khi nó vẫn còn là một trường học đang hoạt động. Chuông reo, nhưng không ai cử động và việc giơ tay của họ không thu hút được sự chú ý của giáo viên. Mọi người chỉ ngồi, im lặng. Nếu họ cố gắng rời khỏi lớp học, họ thấy cửa đã bị khóa. Sau đó họ nhận thấy điều gì đó thực sự không ổn về giấc mơ. Mọi thứ đều có màu đen và màu trắng. Ngoại trừ người nằm mơ, họ nhìn xuống bàn tay của mình và nhận ra rằng chúng có màu sắc. Ngay sau khi họ bắt đầu nhận ra rằng họ đang mơ và họ cảm thấy mình không thuộc về nơi này và thức giấc. Giấc mơ này sẽ dai dẳng, lặp đi lặp lại. Và mỗi lần như vậy, người mơ càng mất nhiều thời gian hơn để nhận ra rằng họ đang mơ. Họ cũng nhận thấy rằng bàn tay của họ xám hơn một chút. Nghiên cứu về SCP-026 đang được tiến hành, và tất cả các lối vào tiềm năng, bao gồm cả cửa ra vào và cửa sổ, đều phải được khóa và giữ nguyên giữa các nhiệm vụ điều tra. Báo động đã được đặt xung quanh vị trí để cảnh báo cho nhân viên tổ chức trong trường hợp dân thường hoặc bất kỳ nhân viên nào xâm nhập trái phép vào địa điểm. Thực tế là ngay cả với những biện pháp phòng ngừa này,
vẫn có người tiếp tục được tìm thấy bên trong SCP-026 và chưa có cách đáng tin cậy nào được tìm ra để ngăn chặn điều đó. Dị thường này đã được phân loại là Euclid. Mặc dù bạn dường như không có nguy cơ gặp phải bất kỳ nguy hiểm nghiêm trọng nào nếu trước đó bạn không ngủ quên trong SCP-026, hãy chú ý đến những giấc mơ của bạn. Và nếu bất cứ lúc nào bạn mơ thấy mình đang ở trong khung cảnh lớp học, nơi mọi thứ dường như hơi kỳ kỳ, hãy liên hệ với nhân viên của tổ chức SCP gần nhất để được xử lý xóa trí nhớ cấp A nhằm giảm thiểu bất kỳ rủi ro nào về việc bạn bị cấm túc sau giờ. Bây giờ, hãy xem thêm những video khác từ các hồ sơ của tiến sĩ Bob. Đồng thời, hãy đăng ký và bật thông báo để bạn không bỏ lỡ bất kỳ điều bất thường nào khi chúng tôi nghiên cứu sâu hơn và rõ hơn về các kho lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.